người. Hôm nay thì Sam sẽ dẫn mọi người đi tham quan Bidu Gangrala Rock. Thì Bidu Gangrala cũng giống như là Lion Rock ha, ở cùng một địa điểm, có cùng một cái view. Ngoài ra thì mình còn có thể ngắm nhìn Lion Rock từ xa nữa. Thì đây là đường đi lên đỉnh. Thì mình đi cũng được một lúc lâu rồi, thì mình không biết khoảng bao lâu nữa mới tới nơi. Sẵn tiện gặp một vài người đang đi xuống nên mình hỏi họ là từ đây lên đó khoảng bao xa. Thì họ mới nói là giờ đây là nó khoảng 10 phút nữa thôi. Thì trước tiên là mình sẽ đi ngang một cái bức tượng Phật nằm. Trước khi mà lên đỉnh thì mình sẽ phải vượt qua một vài những tảng đá lớn, thì cũng là tương đối là khó leo, cũng là mình có một chút hơi lo lắng. Thì bây giờ thì tiếp tục đi thôi. Ở trên đường đi thì những cái tảng đá ở đây cũng rất là đặc biệt ha. Thì mọi người cũng có thể nhìn thấy ở bên tay trái của mình, đó thì có những tảng đá như vậy. Ngoài ra thì người dân họ cũng lên đây, ở phía dưới những tảng đá thì họ xây dựng, giống như là xây dựng những cái đền thờ. Trên đường đi thì gặp một số những cô nàng châu Phi, họ chọc mình nữa chứ. Thì họ nói là đi được một lúc nữa thì mày sẽ thấy một con voi nó đứng chắn ở dưới đường. Trời, là mình cũng sợ, trời ơi, nếu mà con voi giữa đường thì sao mà đi đi trời. Nhưng mà thiệt ra thì sau này mình mới nghĩ lại thì làm gì có voi nào mà leo được lên trên núi này. Bởi vậy chỉ có biết cười thôi chứ biết sao. Tiếng đá này thì mình có thấy một vài những kiến trúc mới xây dựng, thì nói chung bị tàn phá cũng tương đối gần hết rồi nên không biết là xây dựng như vậy là để làm gì. Thì cũng đi vô coi thử, vô coi nhưng mà cũng nghĩ trong đầu lỡ mà gặp cái đầu lâu chắc chạy cũng không kịp. Thời tiết lúc này thì đang rất là nóng, bởi vậy mồ hôi tuôn ra cũng như tắm luôn á mọi người. Đó thì từ ngay cái chỗ này mình đi thêm một tí xíu nữa thôi thì mình sẽ thấy một bức tượng Phật nằm ha. Bức tượng Phật nằm rất là bự luôn á. Thường là tới mùa lễ hội thì người dân họ sẽ lên đây để họ cúng Phật. Mình quay đi sát vào trong để quay bức tượng Phật cho mọi người xem, rất là bự luôn. Lên tới đỉnh của Bidu Gangrala thì gió rất là lớn đó, và đây là cái view khi mà mình lên đỉnh ha. Ở phía sau lưng mình thì mọi người cũng có thể nhìn thấy được Lion Rock, chỉ cách khoảng tầm 3-5 cây số mà thôi. Bây giờ đi một vòng quanh ở trên đỉnh này xem như thế nào ha. Trên đỉnh thì đa số là đá không thôi. Sorry for waiting for me. You can find đi lên đây thì mình đi chung với một người bạn nữa, nhưng mà mình lo quay phim này kia nên mình kêu ảnh đi trước rồi. Thì ảnh có lên trên đỉnh rồi thì ảnh cũng chờ mình ở trên đây nên cũng hơi ngại. Ở trên này thì có chỉ có cây xương rồng thôi, cái loại bụi cỏ, tại vì đá không mà thì đâu có cây nào mà sống nổi.
Lúc này thì rất là trễ rồi, đã 3 giờ chiều rồi. Mình biết là anh bạn đó cũng đói lắm rồi đó. Nên bây giờ mình sẽ tranh thủ đi nhanh một tí, xong rồi đi xuống lại để mà đi ăn trưa. Vòng đồng bằng phía dưới cho mọi người xem nha, rất là đẹp luôn. Chỉ cần ngồi trên này mà ngắm xuống dưới thôi là cũng rất là thích.